Chào các bạn trở lại, Khải Toàn chúc các bạn tâm thân an lạc. Có người bảo, tôi không tin ma quỷ thần thánh, tôi không tin phong thủy. Không sao cả, hãy bịt mắt và đến những nơi có người vừa mất. Bạn tự cảm nhận được những từ trường lạnh sống lưng ở nơi này. Ngoài cõi ta sống, còn bao cõi khác. Họ ở tần số khác, mắt thường khó có thể nhận ra. Giống như bao loại sống xung quanh ta. Phong thủy tốt là môi trường có từ trường tốt. Cơ thể con người hay chính tâm lý cũng tạo ra từ trường. Lành hay dữ là do tâm lý của con người. Người sinh mùa thu thiếu mộc đôi khi cần thêm một vật hợp bên mình có thể giúp công việc hôm ấy thuận lợi hơn rất nhiều. Nếu chọn ngành nghề phù hợp, ví dụ ngành nghề thuộc mộc, khả năng thuận lợi cao hơn ngành nghề mình kỵ. Người yêu mà tặng cho bạn một vòng gỗ trầm, vận may của bạn sẽ gia tăng đáng kể. Nếu vật ấy được gia trì sái tịnh, sẽ có thêm linh khí. Bản thân của bạn vẫn có thể tự chú nguyện vào chính đồ vật. Vì vạn vật đều có từ trường. Khải Toàn sẽ hướng dẫn các bạn phương pháp cải vận cũng như cách nhận biết ngũ hành kỵ nhằm giảm điều không lành. Những vị gia chủ từ bình thường đến chức vị cao thông qua thuật số cải vận theo mệnh khuyết đã thay đổi đáng kể, không phải do năng lực Khải Toàn, do chính bản thân họ tự nhận ra đây là phương pháp phù hợp để vận dụng phong thủy về mệnh khuyết. Lá số như thế nào cần mộc? Người sinh mùa thu và người lá số có nhiều thổ. Sinh mùa thu thời điểm mộc vượng thì kim suy. Hoặc người có tam hợp kim trong lá số bởi thân dậu tuất hay tỵ dậu sửu. Người có quá nhiều thổ là người sinh vào các tháng thìn tuất sửu mùi. Các bạn lưu ý, nội dung không đề cập về mệnh mộc, mà luận về mệnh khuyết mộc. Tức mệnh thiếu mộc. Kết hợp cùng bát tự tứ trụ, các bạn nhìn theo đồ hình để tự tra lá số, ghi lại những thông tin của bản thân. Người dư kim sinh vào mùa thu nhằm các tháng thân dậu, vào các tiết khí lập thu sử thử, bạch lộ, thu phân và hàng lộ. Tầm tháng 8 9 10 dương lịch. Người sinh vào tháng tuất, tầm tháng 10 tháng 11 dương lịch, tùy vào năm. Tiết khí xương giáng thường là dư thổ hỏa. Các bạn có thể nhìn vào hình minh họa. Dư kim tức kỵ kim. Kỵ kim dùng mộc để cân bằng. Người sinh các tháng trên đa phần là khuyết mộc. Người kim vượng có những tính cách khó nhầm lẫn. Thường là người trượng nghĩa. Họ rất thẳng thắn, lời nói mang tính sát thương cao. Nhất là ai sinh tháng thân dậu, hoặc lá số có tam hợp thân dậu, thân dậu tuất hoặc là tỵ dậu sửu. Họ thường thích ở trong môi trường có nhiều cây cối, nhiều cây xanh, thích sưu tầm nón, túi sách, giày dép hoặc đồ gỗ. Thuật cải vận theo mệnh khuyết là một phương pháp để cải vận. Thiền định là một phương pháp tu dưỡng tâm tánh, khai mở tuệ nhãn. Đọc sách, đọc kinh là một phương pháp gia tăng trí tuệ. Tin và tính vào thiên địa quỷ thần cũng là một phương pháp. Bạn có thể xem lại video 28 bước cải vận trong kênh. Dù không biết gì về phong thủy, bạn vẫn có thể thay đổi số mệnh của mình theo các phương pháp ấy. Những phương pháp dựa vào từ trường, sự tinh tấn và nhân quả. Thuật số bát tự tứ trụ hay tử vi số mệnh là hai thuật số luận về mệnh chuyên sâu. Dựa vào năm, tháng, ngày giờ sinh và cả giới tính, tính chính xác rất cao. Biết mệnh cải mệnh cho bạn thêm nhiều cơ hội cải vận. Cho bạn thêm cơ hội để đổi vận, đổi những vận hạn không tốt. Người sinh vào các tháng thân dậu tuất và mùa thu ứng dụng cải vận theo mệnh khuyết mộc là người đủ duyên phước tự mình thay đổi vận hạn. Đừng vội tin vào bất kỳ ai hay sách vở nếu bạn chưa chứng thực. Tự trải nghiệm các phương pháp cải vận cho bản thân của mình. Tự cải vận theo mệnh khuyết mộc, bản thân của bạn đúc kết thành quả.
Nghiệp quả đời này là nhân đời trước. Mệnh có tài phú có thể thấy trong sinh thần bát tự. Đời này những tạo tác sẽ tăng hay giảm phước báo ấy. Cải Toàn dùng ít tấm lòng của mình chia sẻ đến chư vị đủ duyên những phương pháp thiện lành. Việc còn lại chính bản thân chư vị tự nỗ lực phấn đấu. Trồng nhân thiện sẽ có quả thiện là điều không phải bàn. Đây chỉ là một phương pháp thay đổi vận khí, thay đổi từ trường giúp bản thân hòa hợp hơn. Vạn vật đều có từ trường. Giả dụ người sinh mùa thu đa phần kỵ kim, cần mộc để cân bằng, giúp vận khí hành thông thêm cơ hội về tài lộc. Mệnh khuyết ngũ hành nhằm tìm ra ngũ hành mình thiếu để ứng dụng, tức tìm ra dụng thần. Chi tiết hơn phải tìm ra dụng thần ngũ hành âm hay dương. Vì đây chỉ là một phương pháp trong hàng vạn phương pháp, các bạn đừng tự kỳ vọng, đừng quá kỳ vọng nó thay đổi tận gốc. Mệnh của bạn từ nghiệp quả ba đời cho ra phước phần ở đời này. Phương pháp cải vận tốt nhất vẫn là sống cùng nhân quả, tu dưỡng tâm tánh, mở lòng với chúng sanh, đoạn trừ chấp ngã. Cải Toàn luôn hướng đến, luôn hướng các gia chủ đến sự tự tu, đó chính là con đường chân thiện, chuyển hóa vận mệnh. Nội dung chia sẻ được chọn lọc từ những gì tinh túy nhất, từ những bài tập trong các nhóm học online, từ hàng ngàn lá số đã xem. Kính mong chư vị đủ duyên lành xem và lĩnh hội. Trước khi tìm hiểu về những phương pháp cải vận theo mệnh khuyết mộc, các bạn nên biết qua các mật mã của kim nhằm hạn chế để tự cứu mình, hạn chế những ngũ hành kỵ. Người kỵ kim sinh mùa thu nên hạn chế những vật sau. Đầu tiên, hạn chế màu trắng xám, hạn chế vàng bạc kim loại. Về động vật, gà khỉ là kim, ăn thịt gà hay trứng gà cũng là nạp nhiều kim. Thịt đông lạnh, kem tổ yến rất nhiều kim. Nói như trên không đồng nghĩa bạn đoạn hết những món trên. Các bạn chỉ cần cân bằng trong đời sống hàng ngày. Trong nhà hoặc nơi làm việc, không nên ngồi gần những vật như tủ lạnh, két sắt, những đồ kim loại, đồ đồng, đồ kim loại nhiều, đặc biệt hạn chế gần gương to. Đây là những con số mang ngũ hành kim thủy, bạn có thể tham khảo thêm ở website về các số hợp mệnh. Người sinh cùng mùa làm ăn cùng nhau thường khắc khẩu, dễ xung đột, nên chọn người sinh vào mùa xuân là hợp nhất. Ứng dụng vài mật mã trên là bước đầu tự giảm vận xấu. Ngày ngày thiền định là một phương pháp khai mở tuệ nhãn. Tự bản thân mỗi người trải nghiệm lại quá khứ, xem lại các mật mã trên có phải mật mã kỵ của bản thân hay không, rồi tự mình chọn phương pháp phù hợp để cải vận. Người sinh mùa thu thiếu mộc nên biết mèo hổ là quý nhân, bên cạnh hoặc nơi làm việc nên có tranh tượng mèo hổ. Hãy chú ý quan sát theo phương pháp không gian và thời gian. Giả dụ nơi ta thường tại vị nhiều nhất mỗi ngày là gì? Giường ngủ, bàn làm việc, trên chiếc ghế màu gì? Lựa chọn những vật có ngũ hành khuyết, đó chính là dùng dụng thần của mình một cách hiệu quả. Mỗi ngày trên chiếc giường 6 đến 8 giờ thì màu sắc ra gối mền là quan trọng nhất. Mỗi sáng thức dậy ta dùng khăn tắm, bàn chải lược màu gì? Đi làm thường mặc đồ màu gì? Màu của chiếc xe, những vật dụng bên cạnh, trang sức. Đến nơi làm việc, đồ vật trên bàn, màu chiếc ghế ngồi, những món ăn bạn thường xuyên ăn có ngũ hành gì? Ngay cả logo màu sắc ngành nghề công ty của bạn thuộc ngũ hành gì? Giả dụ logo hình tròn màu trắng xám, ngành nghề kim loại là kim, là kỵ. Với bạn làm ngành này khó suôn sẻ. Nếu logo màu sắc của ngành công ty của mình là vuông, màu xanh lá hay màu ấm, ngành về thực phẩm hay đồ gỗ, bạn nhiều cơ hội thuận lợi hơn hẳn. Đặc biệt nên biết ngày tháng năm sinh của sếp, của cấp trên mình. Nếu là sếp càng phải quan tâm, nếu bạn là sếp càng phải quan tâm ngày sinh những nhân viên thân tín, giảm thiểu tối đa những rắc rối phát sinh về mệnh của họ kỵ với bạn. Người sinh tháng Thân Dậu, bát tự đều kim vượng, vì vậy lấy mộc làm dụng thần là quan trọng nhất. Thông thường sẽ thêm một chút hỏa,
Một số mệnh thiếu cả thủy mộc, ví dụ người có quá nhiều thổ trong mệnh, cần thủy để tiết bớt khí của kim. Bất luận như thế nào, mộc vẫn là dụng thần quan trọng nhất cần phải có với người dư kim. Dù tử vi số mệnh hay bát tự tứ trụ và cả mệnh khuyết ngũ hành cũng là những phương tiện trong cuộc sống. Phương là phương pháp, ta dụng phương pháp nào tiện với ta. Quý nhân của mệnh thiếu mộc là gì? Mèo hổ là quý nhân, màu xanh lá cây cối là báu vật không thể thiếu. Sau đây Khải Toàn xin chia sẻ rất chi tiết tất cả phương pháp cải vận cho mệnh thiếu mộc. Quý nhân là những người trong lá số có mật mã Mão Dần Mùi Hợi, hoặc trong lá số của họ có tam hợp mộc. Những người có Dần Hợi là hợp mộc, Hợi Mão Mùi hay Dần Mão Thìn và cả Đinh Nhâm. Ví dụ người tuổi Mùi sinh tháng Mão hay tuổi Mão sinh tháng Dần. Những người có mật mã này là quý nhân của mệnh thiếu mộc. Hợp tác với họ là người yêu họ hay ở cạnh họ cũng có thể làm bạn thêm may mắn. Những mật mã này có thể áp dụng cho việc chọn ngày lành, tiến hành những việc quan trọng giúp việc dễ hanh thông. Nếu dùng trang sức không thể thiếu vòng gỗ trầm, nếu dùng đá quý nên dùng đá màu xanh lục. Một vật có từ trường hợp gia tăng đáng kể cơ hội thuận lợi, cho bản thân bạn thêm năng lượng lành, thêm sự lạc quan và tinh thần thoải mái. Nhưng chính bạn cần có niềm tin khi dùng những vật ấy. Bạn nữ có thể chọn những túi xách màu xanh lá, những chiếc nón màu xanh lá hoặc là màu đỏ. Dài dép vớ cũng nên là xanh lá, không nên phân biệt sậm hay nhạt. Sưu tầm quần áo túi xách dài dép xanh lá phải là đồ mới mới là mộc đẹp. Những thứ trên là đồ cũ không nên dùng, lâu ngày sẽ trở thành mộc xấu xí. Người thiếu mộc thường thích sưu tầm nón và giày dép, vì nón là mộc, đội nón là gia tăng vận mộc. Những bạn nữ thiếu mộc và kỵ kim không nên chọn đồ vật có màu xám trắng, nhất là vàng bạc kim loại. Những món trang sức và giày dép cũng y như vậy. Màu sắc chiếc xe thường sử dụng là gì? Ốp lưng điện thoại và cả hình nền điện thoại. Trang sức có từ trường tốt và giá thành vừa phải cho người thiếu mộc chính là thạch anh tóc xanh lá. Trang sức nhiều mộc hơn là vòng gỗ trầm. Trên gương mặt, mũi đại diện cho kim, mắt và phần đầu đại diện cho hỏa, miệng và tai đại diện cho thủy. Râu lông tóc và cả móng trên cơ thể, người khuyết mộc nên dưỡng tóc dưỡng móng. Với nam giới chỉ cần một ít móng tay dài ở ngón út cái là dưỡng mộc. Người thiếu mộc khi vận kém có thể theo dõi móng tay của mình, móng bị mỏng, bị khô, thường xuyên gãy. Màu sắc trên móng tay thể hiện được sức khỏe của mỗi người. Nếu là nam giới, nhất định phải dưỡng tóc, dưỡng râu mới có vận tốt. Đội nón hay sưu tầm nón cũng là phương pháp tăng vận mộc. Khi đeo kính mát, không nên chọn gọng kính kim loại, nhất là kính kim loại màu vàng hay hình tròn. Vì đây đại diện cho kim, mệnh kỵ kim khuyết mộc nên đeo kính gọng nhựa, hình dạng nên vuông. Mũi đại diện cho kim, đeo kính gọng nhựa là phương pháp giảm kim tăng vận mộc hiệu quả. Trên cơ thể con người, bộ phận đại diện cho mộc khác là gan mật. Những bệnh liên quan đến khuyết mộc phải cẩn thận phòng tránh là bệnh gan và mật. Muốn cho mộc vượng có 3 cách. Mệnh khuyết mộc nên để tóc dài mới có vận tốt. Mệnh khuyết mộc nên để móng tay dài, với nam giới chỉ cần một ít móng tay dài ở ngón út. Tiếp theo, càng nhiều lông càng tốt, để râu cũng là phương pháp trợ vận hiệu quả.
đa phần những mệnh khác kỵ cây to đè vào nhà. Đây là phong thủy xấu, nhưng với người thiếu mộc, nhà có cây đại thụ dựa vào lại là tốt. Khi chọn nhà để ở hoặc để xây, xung quanh nên có nhiều cây cối. Từ ban công nhìn ra, thấy cây xanh, thấy màu xanh lá cây, thấy công viên là mộc khí. Từ ban công hay cửa sổ nhìn ra, thấy hoa, thấy cây xanh tươi là phong thủy tốt với mệnh thiếu mộc. Tường nhà, rèm cửa có thể dùng màu xanh nhạt. Nhà ở gần công viên, dậy sớm tập thể dục là cách nạp mộc tuyệt vời. Người mệnh thiếu mộc thích hợp sử dụng màu xanh lá cây để tăng vận. Tất cả đồ dùng thường xuyên nên chọn màu xanh lá cây. Nhà ở trồng nhiều cây cối và hoa, nhưng phòng ngủ không nên có hoa. Tường nhà nên sơn màu xanh nhạt là tốt nhất. Mỗi ngày lúc chuẩn bị ngủ là thời khắc của mệnh khuyết mộc, nên tránh ngủ trên giường bằng sắt thép, nên chọn giường bằng gỗ, nhất là những loại gỗ quý. Gối giường hay mền cũng nên chọn xanh lá cây làm chủ đạo, tùy vào thẩm mỹ của mỗi người chọn nhạt hay sậm. Có rất nhiều màu gỗ. Màu gỗ sậm là màu cà phê. Màu cà phê này thuộc thổ. Màu xanh lá cây thuộc mộc là xanh của cây cối. Người khuyết mộc không thể bỏ qua chiếc mõ. Mỗi ngày đứng trước bàn thờ, gõ vài tiếng vào chiếc mõ. Âm thanh này là âm thanh của mộc, tự nạp mộc khí cho bản thân. Âm thanh này còn có công năng hóa sát từ trường xung quanh cho sạch sẽ. Thắp hương là hành động gia tăng mộc hỏa. Các bạn nên chọn loại nhan hương không có mùi, thắp vừa phải không ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhà ở gần nhà thờ, nghe tiếng chuông là âm thanh của kim. Chiếc chuông đồng là kim, hay tiếng đàn cũng là âm thanh của kim. Nếu thường xuyên nghe, đây không phải là điều tốt cho người thiếu mộc. Hướng đông và hướng đông nam đại diện cho mộc. Xét theo cách đơn giản này khó mang lại hiệu quả phong thủy cao. Trong củ cung phi tinh, hai ngôi sao tam bích và tứ lục là hai mật mã về mộc. Tam bích đại diện cho thị phi, tứ lục đại diện cho công danh thăng tiến. Vì vậy, tìm ra phương vị có sao tứ lục trong mỗi ngôi nhà là phương vị cát tinh của người thiếu mộc. Nếu có thể lập quẻ theo huyền không phi tinh để tìm tứ lục thì quá tốt. Đơn giản hơn tìm theo phi tinh lưu niên, tìm theo ngôi sao tứ lục hàng năm bay vào phương vị nào trong nhà. Nếu không thể ngồi nơi ấy, mỗi ngày mặt có thể hướng về phương ấy. Giả dụ 2024 tứ lục bay vào Tây Bắc, mỗi sáng thức dậy nên hướng về Tây Bắc vài giây trước khi đánh răng rửa mặt, giúp thêm may mắn đối với người khuyết mộc. Người thiếu mộc thường cần thêm ít hỏa. Cũ tử hành hỏa là sao về đào hoa nhân duyên. Tìm hai sao này đặt vật phẩm thuộc mộc và hỏa vào là phương pháp vượng khí cho ngôi nhà. Để tìm ra từng vị trí sao và ý nghĩa cụ thể, các bạn vào website Mục Củ Cung Phi Tinh. Các bạn có thể nhìn vào đồ hình sao để nhận biết vị trí hàng năm của sao tứ lục và cũ tử. Ví dụ 2022 tứ lục ở đông, xin lỗi, ở đông nam, cũ tử ở nam. Đến 2024 tứ lục ở tây bắc, cũ tử ở tây nam. Nếu giường ngủ là nơi mỗi ngày tại vị nhiều nhất, thì bàn làm việc cũng là nơi chúng ta không thể ở lâu nhất, mà là nơi quyết định quan trọng nhất giải quyết công việc hàng ngày. Vì vậy, rất cần chú trọng đến bàn làm việc, vị trí ngồi, màu chiếc ghế trên bàn làm việc có những vật dụng gì. Bạn chọn được phương vị tốt để đặt bàn làm việc sẽ có nhiều cơ hội thuận lợi. Bạn chọn những vật phù hợp ngũ hành mệnh khuyết giúp công việc hanh thông đáng kể. Người thiếu mộc không thể bỏ qua tượng mèo hay hổ. Trên bàn làm việc nên có tượng mèo và hổ, nhưng lưu ý không nên dùng tượng bằng kim loại. Khi đặt tượng mèo, mèo nên xoay vào trong, tức xoay vào trong nhà, còn hổ mặt xoay ra cửa. Mèo Hello Kitty, Doraemon là cát tinh của mệnh thiếu mộc. Ngoài ra có thể trồng trúc văn xương, cây lưỡi hổ để gia tăng mộc khí, gia tăng không gian xanh. Đá thạch anh xanh lá là vật nhiều mộc có từ trường ổn định. Khi đặt đồ vật trên bàn,
máy tính trên bàn làm việc bên trái nên cao hơn bên phải. Bên trái đại diện cho thanh long, bên phải đại diện cho bạch hổ. Ghế ngồi nếu không thể dùng màu xanh lá hay là màu ấm thì có thể mua một tấm khăn trải lên, tựa vào lưng. Dưới chân nên có tấm thảm màu xanh lá. Nếu thiếu hỏa có thể dùng thảm đỏ. Hành động này mang ý nghĩa gì? Lưng tự mọc, chân đạt mọc, tự mình gia tăng mọc khí mỗi ngày. Ngoài những vật trên, bạn có thể sưu tầm tượng gỗ. Nên thiết kế cả một không gian xanh trong phòng làm việc thì còn gì bằng. Thường xuyên thức thâu đêm, vận khí sẽ sa sút. Câu này tương ứng với mệnh thiếu mộc, vì thiếu mộc phải dậy sớm đón mộc khí. Nếu để qua 9 giờ sẽ mất đi cơ hội ấy. Người thiếu mộc lẫn thiếu hỏa nên biết mỗi sáng giờ của mộc là buổi sáng, giờ buổi trưa là giờ của hỏa. Hai khung giờ này nên dành thời gian làm việc ra những quyết định quan trọng là tốt nhất. Giờ dần mão là mộc, từ 3 đến 7 giờ sáng. Giờ tỷ ngọ mùi, tức 9 đến 11 giờ trưa là giờ của hỏa. Buổi chiều là giờ của kim, là đại kỵ với mệnh thiếu mộc. Không nên đưa những quyết định quan trọng vào giờ này. Mỗi sáng dậy sớm đón mộc khí, vào công viên nhiều cây xanh, tức có rất nhiều mộc. Chạy bộ cầm một nhánh cây là cách tăng vận mộc luôn bên mình. Vì vậy hãy cố gắng dậy sớm để tự gia tăng vận may cho chính mình. Xem đến đây, hẳn bạn là người khá kiên nhẫn, đã kiên trì hơn xưa kia, tức bạn có nhiều cơ hội thay đổi vận mệnh. Chính bạn tự cho mình cơ hội ấy nhằm tìm ra phương pháp cho chính mình. Người tin phong thủy vẫn mong mình có một số hợp mệnh. Khải Toàn xin chia sẻ cách chọn tự bạn tự cảm nhận. Có rất nhiều phương pháp, Khải Toàn chia sẻ chọn theo mệnh khuyết. Người thiếu mộc có thể không cần quan tâm đến số điện thoại. Số quan trọng nhất của mỗi người là số nhà, số xe, rồi đến số tài khoản ngân hàng và cả màu sắc logo ngân hàng chính đang sử dụng. Nếu mỗi một việc bạn tự tích lũy một ít điều tốt, bạn sẽ tích tiểu thành đại, tích góp từng chút may mắn để trở thành đại may mắn. Xét theo 60 giáp Tý, hai con số nhiều mộc nhất là 51 và 52. Nếu bạn thiếu mộc hỏa thì chọn số 0304, 31, 32. Nếu bạn thiếu mộc và thủy thì chọn 01, 39, 40. Mời các bạn nhìn vào đồ hình hoặc lên website có hướng dẫn. Ngoài ra các bạn nên tham khảo các con số của kim, vì đây là những con số kỵ của bạn. Những va chạm xe cộ đa phần liên quan đến số xe là số kỵ với mệnh. Người mệnh thiếu mộc nên sử dụng các loại thức ăn liên quan đến mộc sẽ tốt cho vận. Ăn chay tốt cho sức khỏe và tốt cho người thiếu mộc. Rau củ là mộc, các loại nấm, trái cây màu xanh đều là mộc. Vì vậy, người thiếu mộc nên ăn chay. Ăn chay không chỉ tốt cho sức khỏe, lại còn giảm sát sanh. Khi bạn cúng kiến cũng nên cúng chay. Đừng vì tế lễ cho thần linh mà suy sát sanh, rồi lại tổn hại đến sinh linh khác. Đồ lạnh, thịt gà, trứng gà là hành kim. Thủy hải sản là hành thủy. Đồ nướng, đồ cây, chiên xào là hành hỏa. Trong phong thủy, cải vận theo mệnh khuyết, ăn uống là một phần rất quan trọng. Giả dụ ai đó tặng bạn đông trùng hạ thảo hay nấm quý, đây là những món ăn rất nhiều mộc. Uống trà là mộc, trà đá là thủy mộc. Thịt vịt, thịt cua, ghẹ cũng là mộc. Nhưng thiếu mộc nên ăn chay là tốt nhất. Mệnh thiếu mộc nên biết ăn nhiều loại rau, càng nhiều rau càng tốt, rau xanh là tốt nhất. Ăn nhiều hoa quả màu xanh lá cây như kiwi, nước chanh. Ngoài việc chú ý ăn uống thì việc đặt mía trong nhà có tác dụng trợ vận. Tất cả các loại dưa đều tốt cho mệnh thiếu mộc. Mệnh thiếu mộc ngoài ăn chay có thể uống thuốc bắc, cũng là một phương pháp ăn chay, vì các vị thuốc thuộc mộc. Loài thực vật giàu mộc khí nhất chính là linh chi. Uống trà linh chi hoặc dùng linh chi cho vào thuốc có tác dụng trợ vận.
trợ vận rất tốt. Cũng có thể đặt một nhánh linh chi ở trong nhà. Nuôi mèo, nuôi thỏ rất nhiều mộc. Một con vật chạy nhảy trong nhà vẫn nhiều từ trường hơn một cái tượng. Trong nhà người sinh mùa thu kỵ kim thiếu mộc. Ngoài việc trồng nhiều cây cối, tốt nhất nên nuôi một con mèo, thỏ hay vịt. Mèo có đuôi vểnh là rất tốt. Thỏ tốt nhất nên nuôi một cặp. Mèo vốn là mộc, đặt thêm cái tên cho nó hành mộc thì càng tốt. Trong nhà đồ vật trang trí có thể chọn hình tượng Hello Kitty hoặc là Doraemon. Nếu bạn mua một tượng tranh, xin lỗi, mua một tượng gỗ hình con mèo đặt đầu giường rất là tốt. Hay đặt bàn làm việc là gia tăng vận mộc. Có một hình tượng vô cùng phổ biến cho người thiếu mộc chính là mèo vẫy tay, hay còn gọi là mèo chiêu tài. Người thiếu mộc có những sở thích rất đặc trưng, đó là thích sưu tầm mộc, thích đến nơi có nhiều cây cối. Khi còn trẻ thì thích sưu tầm giày dép và cả nón. Sau trung niên thì thích đam mê, có niềm đam mê với tượng gỗ. Mỗi ngày đi chợ, mua rau là mua mộc, mua hoa tươi là tăng vận mộc. Đố các bạn, nơi nào có nhiều mộc nhất trong thành phố? Mọi người nghĩ ngay đến nơi bán cây cảnh, nơi bán hoa. Khi đó tặng bạn một quyển sách là tặng bạn mộc. Tự bạn mỗi tuần đến nhà sách tìm mua sách. Đây chính là nơi rất nhiều mộc đẹp, vì sách vở là cửa sổ tâm hồn. Vì vậy trong nhà của người thiếu mộc không thể thiếu sách vở. Quần áo, túi sách, sách vở đều là mộc, đa phần làm từ vỏ cây, và cả tượng gỗ điêu khắc bằng gỗ. Nên thường đến nơi bán mua hoa tươi, mua hoa quả tươi, mua về có tác dụng tăng vận mộc. Mệnh kỵ kim nên hạn chế mua đồ vật bằng kim loại hay nhựa tổng hợp. Khi vận bạn kém, nhất định phải mua mộc giúp vận hanh thông. Khải Toàn đôi khi tặng vật đồng tiền, tặng đồng tiền đồng cho người thiếu kim, cho gia chủ thiếu kim, và tặng sách thiền cho gia chủ thiếu mộc. Nếu ai đó tặng bạn sách nấm quý đông trùng vòng gỗ trầm, đó chính là quý nhân của bạn. Người thiếu mộc không thể thiếu cây cối. Ở trong ngôi nhà có nhiều cây cối, nhiều đồ gỗ là tốt nhất. Tránh ở nhà có nhiều gương hay sắt thép. Nhà sân vườn trồng cây chính là điều tuyệt vời. Mệnh này có thể ở gần sông nước, gần nguồn nước, vì dùng thủy gia tăng cho mộc. Trong ngôi nhà, nơi có nhiều thủy nhất chính là nhà vệ sinh. Tại đây nên trồng ít cây xanh, trồng cây tán lá lớn. Ngoài tác dụng thanh lọc không khí, đồng thời có dùng thủy sinh mộc để đạt được mục đích dưỡng mộc. Đây là phương pháp đơn giản mà thực dụng. Nên trồng cây tán lá lớn, cây khỏe mạnh trong nhà. Số lượng nên là 2 hoặc 4 chậu là tốt nhất. Nhà vệ sinh của người thiếu mộc nên trang trí màu ấm. Trang trí dùng gạch hoa văn, cây cối, cây cỏ màu xanh nhạt. Ánh đèn màu sáng là kim thủy, ánh đèn vàng là hỏa sẽ tốt hơn. Khải Toàn nhận thấy các gia chủ thiếu mộc hầu như họ thích trồng cây mọi nơi có thể. Vào thời điểm thi cử, trên cơ thể nên giữ mộc, không nên cắt sạch móng tay móng chân. Giữ một ít móng tay móng chân ở ngón út có thể giữ mộc khí. Ngay vào 9 ngày thi, có thể mang theo một cành cây bỏ vào túi, đeo một vòng gỗ, tốt nhất nên được gia trì. Nên mang cả vớ màu xanh lá cây. Trẻ em thiếu mộc muốn trở nên thông minh, có thể ăn nhiều rong biển, hạnh nhân và nấm, uống nhiều nước ép nho. Khi ngồi học bài, màu ghế hay khăn tựa lưng nên là xanh lá, dưới chân có thêm một tấm thảm màu xanh lá. Giờ tốt nhất để học bài cho trẻ thiếu mộc là 6 đến 9 giờ sáng hoặc ôn bài lúc 21 giờ. Thời gian thi có lợi nhất là từ tháng 2 đến tháng 5, luôn có lợi hơn với mệnh thiếu kim kỵ mộc. Vì vậy vào các kỳ thi hàng năm cần phải tăng cường vận mộc cho bản thân bằng những phương pháp Khải Toàn vừa chia sẻ như trên. Nương vào người có một vượng,
Phương pháp đơn giản nhất là tìm người sinh từ giữa tháng 2 cho đến tháng 4 dương lịch. Hoặc bạn có thể tìm những người có mật mã trong mệnh. Người sinh tháng Mão tầm tháng 2 đến tháng 3 dương lịch. Người trong Bát tự có tam hợp cục bởi Dần Mão Thìn. Người trong Bát tự có tam hợp Hợi Mão Mùi. Người trong Bát tự lục hợp Dần Hợi. Và người sinh vào 3 đến 7 giờ sáng cũng có thể có nhiều mộc. Các bạn vào website mục tra lá số, nhập ngày giờ sinh vào sẽ ra thông tin ngũ hành của người cần tra. Nếu người này thật sự quan trọng, bạn cần nên biết họ có những mật mã gì. Thần tượng của mệnh thứ mộc thì nên chọn ai? Những ngôi sao sinh mùa xuân hay người khổng lồ xanh trong Marvel. Giả dụ con bạn thiếu mộc, vào đầu năm học bạn nên biết ngày sinh hay tên của cô chủ nhiệm, cũng có thể biết được sự thuận lợi của con trong năm này. Phương pháp này hoàn toàn áp dụng với sếp và đồng nghiệp. Vì vậy, nếu tìm người có mộc vượng mà lại tốt bụng, hãy nhớ giữ chặt họ lại. Còn làm gì tùy vào bạn. Phương Đông đại diện cho mộc. Du lịch về phương Đông là gia tăng mộc khí. Khi vận hạn của bạn quá kém, ngoài thanh tẩy khí cả ngôi nhà thì đi du lịch đến một nơi khác là cách thay đổi từ trường, đón nhận những năng lượng mới, đón nhận sinh khí mới. Mệnh thiếu mộc nên biết, ngoài số nhà, tên đường thì nên chọn theo mộc. Phương hướng của khu vực, của thành phố cũng có ngũ hành. Ví dụ nhà ở phía Tây hay miền Tây là hành kim, phía Đông hay mang ý nghĩa là hành mộc. Ngoài ngành nghề thì logo, màu sắc chủ đạo vô cùng quan trọng với một công ty. Bạn làm cho một công ty ấy, nếu là ngành kỵ nhưng ngũ hành logo hợp vẫn có thể gia tăng vài phần may mắn. Trong phong thủy học, tròn là kim, nhọn là hỏa, gợn sóng là thủy, vuông là mộc. Logo có hình dạng vuông hay tam giác là mộc hỏa. Phong chữ có góc cạnh cũng tương tự. Màu xanh lá hay đỏ tím vàng đều là mộc hỏa. Phần chính đầu tiên là tên gọi của công ty mang ngũ hành hay ý nghĩa gì. Kế đến chọn hình dạng, màu sắc logo theo mệnh khuyết. Để có được một logo đẹp về thẩm mỹ và hợp mệnh quả thật không phải dễ dàng. Giả dụ bạn sinh mùa thu kỵ kim thiếu mộc, bạn đang làm ngành ngân hàng, tài chính, đây là ngành thuộc kim, tức có nhiều trở ngại. Như ngân hàng bạn làm việc vào thời điểm hiện tại, logo, màu sắc chính của họ lại thuộc mộc hỏa, ví dụ như Nam Á, Techcombank, Vietcombank, OCB, là những logo thuộc mộc hỏa, bạn sẽ thêm vài cơ hội thuận lợi. Vì vậy, khi mở shop hay thành lập công ty, hãy ưu tiên đến logo màu sắc để tránh phát sinh về sau. Hai vợ chồng anh hàng xóm mệnh sinh mùa thu kỵ kim thiếu mộc, sản xuất những ngành hàng liên quan đến vải, cây cối, đồ nhựa đều khá tốt. Nhưng khi làm đến bàn ghế inox liên quan đến inox sắt thép, càng làm càng khó khăn và lỗ không lãi. Khi bạn làm ngành mình khuyết, nhiều cơ hội sẽ có nhiều cơ hội thuận. Có những ngành mình rất thích mà mình kỵ thì bạn làm rất vất vả. Sau đây là vài ngành thuộc mộc. Tuy nhiên đời này đều do duyên phận. Nhà cửa hay nghề nghiệp là chọn bạn. Bạn không có nhiều cơ hội để chọn chúng. Nhưng vui vẻ hay an lạc hay khó chịu là do bạn tự cảm nhận. Khải toàn hoàn toàn không ứng dụng theo mệnh quái hay đông tây tứ trạch. Những phương pháp Khải Toàn chia sẻ là một trong vài trong hàng trăm hàng ngàn phương pháp, xin chư vị không nên so sánh, chính bản thân mình trải nghiệm là tốt nhất. Nếu nghĩ hướng đông hay hướng đông nam hành mộc mà chọn là điều thiếu sót. Có câu sơn quản đinh, thủy quản tài. Phía trước là hướng thủy, phía sau là hướng tọa. Tọa đại diện cho nhân đinh, tức con người, đại diện cho sức khỏe và êm ấm. Trừ khi bạn đi uống nước hay đi ngắm cảnh mới quan trọng phía trước mình,
còn lại ngủ làm việc thì sau lưng cần vững chãi cho bạn sự an tâm. Phía sau vững chãi, hai bên thanh long bạch hổ được che chắn, phía trước thông thoáng là bố cục hình thể vẹn toàn. Vì vậy, phương tọa là quan trọng nhất. Nếu chọn nhà hướng Tây hay hướng Tây Bắc sẽ tốt với người thiếu mộc. Tức tọa sẽ là Đông hay Đông Nam đều hành mộc. Dù chọn được nhà hợp hướng, hợp mệnh, chỉ một trong nhiều yếu tố của phong thủy nhà thôi. Còn xét thêm khu vực, dân trí, số nhà, tên đường, rất nhiều yếu tố khác. Bạn có thể xem lại video 18 bước chọn nhà trong phong thủy tốt, sẽ có thể có cái nhìn tổng quát hơn về vấn đề này. Khi bạn ứng dụng các phương pháp trên để tự gia tăng vận mộc, hay mỗi sáng thắp nhang gõ mõ, nhưng mỗi ngày bạn tự triệt tiêu vận mộc của chính mình. Ví dụ như việc hút thuốc, ngoài gây tác hại đến cơ thể còn tự triệt mộc vì sợi thuốc là mộc. Khi ấy bạn sẽ đem mộc đi đốt cháy, mộc khí trong cơ thể của bạn sẽ mất đi, sức khỏe bị tổn hại nhiều hơn. Mệnh thiếu mộc, nếu có hút thuốc nên nhanh chóng bỏ đi. Hút thuốc gây tổn hại nghiêm trọng với cơ thể, vì sợi thuốc là mộc, khi hút bạn sẽ đem mộc đi đốt cháy. Mộc khí trong cơ thể mất đi rất nhiều, thay vào đó có thể uống nhân sâm, đông trùng, nấm linh chi. Khi sưu tầm mộc như giày dép hay túi sách, chỉ nên sưu tầm đồ mới, đồ đẹp đó là mộc đẹp, tránh sưu tầm đồ cũ vì chúng là mộc xấu xí. Vào năm 2023, mỗi ngày thức dậy ta nên ra khỏi giường vào hướng Nam, 2024 thì hướng Tây Bắc, 2025 ra khỏi giường vào hướng Tây. Nếu ứng dụng như vậy có thể hấp thu được mộc theo năm. Nếu không thể ra khỏi giường vào đúng phương hướng, khi ngủ dậy có thể quay người về hướng này một chút. Phương pháp đơn giản hơn, hãy hướng mặt về hướng Đông vì hướng Đông hành mộc. Họ tên hợp phong thủy là một yếu tố tốt trong vận mệnh. Duyên đời này là nghiệp quả đời trước, được sinh ra trong gia đình có sự giáo dưỡng thiện lành cũng là do nghiệp lành đời trước. Được cha mẹ, ông bà đặt cho tên hợp lá số, đó là phước phần của mỗi người. Trong 2 hay 30 năm đầu đời của con người lệ thuộc vào gia đình, vào hoàn cảnh sống, nhưng sau ấy, tất cả những tạo tác vun bồi cho phước về sau là chính mình. Chẳng may tên của bạn kỵ với mệnh, tức kỵ với lá số, có thể thay đổi danh xưng thuộc hành mộc, là góp phần gia tăng vận đáng kể. Không ít bậc cha mẹ nhờ khải toàn chọn tên cho con cái. Họ chú trọng trước khi bé chào đời, hẳn đây là đứa bé có chút phước lành về tên gọi. Nhưng các vị nên cẩn thận, chuyện chọn tên cho con cháu không khéo dễ dẫn đến xung đột nội ngoại. Vì ai cũng muốn giành quyền được mình chọn tên cho cháu. Các bạn có thể tham khảo vài tên trong đồ hình sau. Một nhà có trên hai người sinh mùa thu dư kim, rất dễ xảy ra hiện tượng đao kiếm sát. Đao kiếm sát trong lời nói của họ, nhất là những gia đạo chưa từng có sự thờ phụng, thiếu sự cảm thông. Người thiếu mộc thường kỵ kim, tức là người có kim vượng. Người sinh mùa thu kim vượng thì lời nói hành động dễ mang tính sát thương. Lời nói dễ gây hiểu nhầm, khi mới gặp thường khó gần. Người kim vượng tính khí thường trượng nghĩa quá mức, không dễ chịu thua thiệt, không dễ bị thị phi. Khi vận khí suy, người càng bảo thủ thì càng có vận kém. Xem mệnh không nên lưu tâm đến vận tương lai. Trước khi quan tâm đến phong thủy hay vận mệnh, bạn nên chú trọng đến nghiệp lực. Nghiệp là những thói quen, những tạo tác ta thường làm. Nghiệp lực là một phần từ định số, một phần do ta huân tập ở đời này. Phong thủy không thay đổi được điều ấy. Chỉ có tu dưỡng tâm tánh, mở lòng với chính mình mới có thể cải biến. Giả dụ biết mình hay nóng tính, hay tham gia vào thị phi, thì tìm phương pháp giúp tâm định tĩnh, để giảm trừ hung họa trong lúc nóng giận.
Thể Toàn dành ít thời gian biên tập cho mệnh thứ một, cải vận theo mệnh quyết, mong chư vị đủ duyên lành và ứng dụng theo. Dù mệnh bạn khuyết gì cũng không nên dùng thái quá. Ai cũng cần có nước, ai cũng cần có nắng ấm. Mệnh khuyết ngũ hành là nhằm cân bằng giúp cơ thể điều hòa. Quan trọng nhất vẫn là nhân quả trong đời quá khứ. Người có tâm thiện tự khắc sản sinh khí trường thiện, tự thu hút những người cùng tần sống với chính mình. Để có tâm thiện, con người cần giáo pháp, cần tinh tấn trì giới, cần hành thiền để tâm định. Tâm định thì trí sáng, tâm bình khí hòa. Nói đơn giản, ta cần phương pháp để tu dưỡng tâm. Ngày ngày sống cùng giáo pháp ấy, đoạn ác tu thiện, vận mệnh sẽ dần chuyển biến. Nội dung chia sẻ từ tấm lòng của Khải Toàn, nếu có gì thiếu sót xin các bạn mở lòng. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.